Trong ngày 15 tháng 7, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam sẽ tổ chức đấu giá 6.000 biển số trong 5 khung giờ. Mỗi khung giờ đấu giá kéo dài 25 phút, người trả giá cao nhất sẽ sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện hàng loạt biển số thần tài siêu đẹp của Hà Nội như 30L82779, 29K32279, 29K27739. Đây đều là các biển số được nhiều người chơi biển số trên cả nước săn đón. Đặc biệt, phiên đấu giá lần này nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện hàng loạt biển số ngũ quý, tứ quý siêu đẹp 79A55555, 36K20000, 60K60000. Đây đều là những biển số có giá ước tính lên đến cả tỷ đồng. Theo quy định, người trúng đấu giá biển số ô tô phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả. Số tiền này được trừ từ số tiền đặt trước và không bao gồm lệ phí đăng ký xe.